Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh an tọa. Rồi xin chào lớp học của chúng ta buổi sáng. Và sáng hôm nay chúng ta lại có 4 tiết với nhau. Hôm rồi thì chúng ta đã học 2 bài, có một cái khoảng cách địa lý rất là xa, bài 1 và bài 6. Bài 1 đó là nói về cái khởi nguyên của triết học tôn giáo. Cái lý do để triết học tôn giáo phải ra đời. Cái bối cảnh chính trị, cái bối cảnh tôn giáo và cái bối cảnh chiến tranh. Và sau đó chúng ta tìm cách định nghĩa triết học tôn giáo là gì. Triết học thì định nghĩa tương đối dễ. Tôn giáo lại là cái chữ đòi hỏi nhiều công trình hơn. Và chúng ta thấy là vấn đề định nghĩa là một cái vấn đề tự bản thân nó. Vì sao? Vì có người cho rằng không cần định nghĩa, mình cứ đi ra ngoài mình sẽ biết tôn giáo là cái gì, cần gì định nghĩa. Và định nghĩa có lợi gì? Sự thật mà nói thì định nghĩa có lợi và cũng có hại. Có lợi là giống như là chúng ta đi vào trong kho, chúng ta có sẵn một cái hình ảnh của một cái vật gì trong cái kho đó, chúng ta vô ta tìm mới dễ. Ví dụ như cái kho đó rộng 2 mẫu tay đi, cứ cho rằng như vậy. Không có cái gì trong đầu hết, đi tay không vô trong kho không biết cái gì nhặt ra. Cái hiện tượng tôn giáo nó xảy ra, nó bàn bạc khắp nơi ngóc ngách trong cái xã hội, từ vĩ mô tới vi mô. Mà nếu mà không có một cái công cụ định nghĩa là chúng ta đi vào trong cái kho đó, chúng ta không biết nhặt cái gì. Đó là cái lợi hại của định nghĩa. Còn nếu không định nghĩa thì sao? Ủa xin lỗi, cái đó là cái lợi hại của, đúng rồi, định nghĩa. Còn không định nghĩa thì sao? Cái đó là cái lợi của định nghĩa. Nhưng cái hại á, là vì cái định nghĩa này mà chúng ta có thể bị một cái tình thế là đáng lẽ nhặt cái tư liệu đó ra, cái dữ liệu đó ra, nhưng mà vì bị cái định nghĩa nó cản trở, nó rằng tôn giáo là phải có cái màu cờ hoặc là có chữ Phật trong đó, còn này tôi vô đây không thấy cái màu cờ năm sắc rồi không có thấy chữ Phật, thì đó là cái mà trở ngại cái định nghĩa nó mang lại. Thì thôi chúng ta nói sơ một chút, tại là cái chỗ này thì kỳ rồi thì Nhi nói chưa kỹ, và hôm nay chúng ta sẽ học sang cái bài thứ hai. Bài đó tên là cuộc chia tay giữa thần học và triết học tôn giáo. Ban đầu là nói về tôn giáo là chỉ có thần học thôi, nhất là trong cái bối cảnh Âu Châu. Nhưng mà sau đó thì thần học không đảm đương được cái nhiệm vụ của mình. Và trong cái bài của chia tay này, chúng ta sẽ bàn qua một số vấn đề là bối cảnh. Số 1 là bối cảnh lịch sử. Số 2 là cái thấy của Jean Baudin. Cái thấy, thật ra thì cái này đáng lẽ là Jean Baudin thấy cái gì? Ông này là người Pháp, nó hơi phát âm hơi ngang ngang qua tiếng Pháp một chút. Thế vừa phát âm tiếng Anh thì nó khác.
Bodin, nhưng mà tại vì ông là người Pháp, âm Bodin, Maten, vân vân. Thì cái thấy tức là ông Bodin thấy cái gì trong cái bối cảnh lịch sử đó, và ông nhìn con đường phải phát triển của tư tưởng như thế nào. Rồi tới cái số 3 là tác phẩm, hình thức và nội dung. Tác phẩm tức là pháp phẩm của Jean Baudin đó. Hình thức như thế nào và nội dung. Phần cái thứ tư, phần thứ tư kết quả tích cực, và phần thứ năm vài nhận xét, và nhận xét về văn Jean Baudin, và nhận xét về Jean Baudin. Bây giờ tất cả năm cái La Mã này nó thuộc phần là A, chúng ta sẽ có bốn phần, vì vậy chúng ta chạy phải hơi nhanh một tí. Đầu tiên là bối cảnh lịch sử. Như chúng ta đã biết, vào thế kỷ thứ 16 thì dòng ngôn thuyết hay là cái bàn thảo chủ lưu của Âu Châu lúc bấy giờ chỉ là thần học, và thần học khống chế tất cả mọi cái hình thái hoạt động tư duy khác. Nhưng cũng vào thế kỷ này thì cái tình thế bối cảnh của Âu Châu thay đổi một cách dữ dội, và một trong những cái đỉnh điểm của sự thay đổi đó là cuộc chiến tranh tôn giáo ở Pháp. Cuộc chiến tranh này nó xuất phát từ năm 1562, triền miên nhiều chục năm. Cuộc chiến tranh giữa một bên là Thiên Chúa Giáo La Mã hay Kitô Giáo, một bên là phản thể hay là Tin Lành. Ban đầu phản thể và Tin Lành chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng mà với một cái lực lượng lớn của Thiên Chúa Giáo, Kitô Giáo không tiêu diệt được, cứ lớn dần, lớn dần. Và cuộc chiến tranh phải đi đến một cái giai đoạn là xử lý đó. Thì trong những cái lúc mà giao thoa qua lại thì những nhà tư tưởng đầu tiên, cụ thể là ông Jean Baudin, ông nói cuộc chiến tranh đó tại sao có và phải xử lý cuộc chiến tranh như thế nào. Thì tại vì cái hệ thống chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, tôn giáo là của hệ thống Thiên Chúa Giáo, mà cả Kitô Giáo lẫn Tin Lành đều thuộc về Thiên Chúa, đều tin tưởng một cái đấng thiêng liêng. Thế mà làm sao lại đánh nhau nhiều chục năm như vậy? Thì ông Jean Baudin ông mới nghĩ rằng phải có một cái yếu tố thứ ba. Tại vì không can được, cái hệ thống tư tưởng không xử lý được vấn đề, hai bên cũng đều tin Chúa, thì bên nào cũng tin Chúa, biết tin ai, mà người nào cũng nói phải. Thế là ông Jean Baudin là một nhà ngoại giao, một nhà tư tưởng, ông mới dàn xếp, ông suy nghĩ trong cái đầu của ông để ông xử lý cuộc chiến tranh. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là mấy cái hiệp ước, tức là cái hiệp ước Nantes đã xử lý vấn đề này bằng cái phương diện chiến tranh trước. Đây là cái hiệp ước Nantes, hai bên ký với nhau để dừng cuộc chiến. Nghe nói là cái hiệp ước này cũng không có dễ dàng gì, một bên là 8 người, một bên kia có 1 người, mà 8 người đánh không chết 1 người. Thành ra là 8 người kia cũng khó chịu lắm. Hiệp ước này ký năm 1598, 1598, từ 62 tới 98 là 30 mấy năm, 36, 37 năm. Mình chịu một cuộc chiến tranh cũng khoảng 30 năm mà mình thấy cũng khủng khiếp rồi. Chiến tranh ở bên Âu Châu lúc đó là hơn 30 năm. Và ông Jean Baudin này á, ông ta nghĩ về một cái dạng tôn giáo bao trùm hơn
Tức là phải có một cái tôn giáo vượt lên trên giữa một bên là tin lành, một bên là công giáo. Thì một cái tôn giáo này á, nó mới có một cái độ khoan dung bao phủ, hay là độ lượng, hay là ít nhất cũng làm được trọng tài. Thế là ông ta, ông mời, mời trong chữ nháy nháy á. Tại vì từ đó về sau là câu chuyện tưởng tượng của ông ta hết nha. Ông mời 7 cái người, gọi là 7 cái người tinh hoa nhất của thời đại vào trong một cái tạm gọi là cái hội luận, vào trong một cái cuộc hội luận. Và 7 người này tự do phát biểu, không có bị một cái thế lực chính trị, không có bị thế lực quân sự, xã hội, tư tưởng gì để mà tạo cái áp lực. Và 7 cái người này đại diện cho nhiều cái khuynh hướng tư tưởng tôn giáo khác nhau. Thì chúng ta biết trong đó có những người phản thể, những người Kitô, một cái ông Do Thái, một cái ông Hồi giáo, và 2 cái ông không tin tưởng gì hết, tạm gọi là vô thần. Như vậy thì gần như là hội đủ tất cả những đại diện cho những cái xu hướng tôn giáo thời bấy giờ, kể cả xu hướng phi tôn giáo. Thì 7 người này ngồi lại với nhau, họ bàn. Tức là có quyền thoải mái đưa ra quan điểm của mình, có quyền thoải mái đặt vấn đề cho người đưa ra quan điểm, có quyền thoải mái để tạo ra một cái bầu không khí gọi là không bị chi phối bởi bất cứ một cái khuynh hướng nào. Và cuộc hội luận đó đã tạm gọi tên là cuộc hội luận của 7 người về những bí ẩn của giới siêu nhiên. Người ta phải làm cuộc hội luận gì, hội thảo gì, ta cũng phải có cái tên. Thì cái hội thảo, cái hội luận này có cái tên là cuộc hội luận của 7 người về những bí ẩn của giới siêu nhiên. Tại sao mà giới siêu nhiên để cho trần gian này khủng khiếp như vậy? Thì 7 cái người này mới ngồi lại. Đến chi vậy? Thì chúng ta đã qua cái phần gọi là số 1 là bối cảnh, số 2 là cái thấy của Jean Bodin, số 3 là chúng ta đang qua, số 3 là tác phẩm, tác phẩm của Jean Bodin. Hình thái là biết rồi. Hình thái là cái cuộc hội luận giống như ngôn ngữ, là ngôn ngữ nói, ngôn ngữ miệng thôi, vấn đáp thôi. Và chúng ta qua cái phần thứ 4 là kết quả. Kết quả là cái gì? Kết quả là sau khi mà ngồi bàn bạc với nhau, thấu đáo, nói hết lời, thôi còn không còn chừa cái gì mà không nói được, suy nghĩ cái gì cứ nói. Có thể suy nghĩ nó mang tính chất là chưa chính xác, hoặc là có tính chất là tấn công, hoặc là có tính chất mà phòng thủ, hay là vân vân, thì cứ nói. Đó là một cái cuộc hội luận tạm gọi là cuộc hội luận lý tưởng. Thật ra chúng ta đều là những người lớn từng đi họp rồi, nhưng mà đi họp đâu chúng ta cũng phải dè chừng chứ không là nói mà nó không tròn, hay là nó không vuông thì cũng là vấn đề. Thì cuộc hội luận này được gọi là cuộc hội luận lý tưởng, và đã xây dựng được một cái bộ tiêu chí. Tức là sau khi mà bàn bạc rồi, phải xây dựng được một cái bộ tiêu chí về ứng xử với cái thế cuộc, ứng xử giữa lẫn nhau. Và họ thành công, họ thành công là xây dựng được bộ tiêu chí, giống như là hiện giờ nó có cái gì gọi là quy tắc ứng xử Biển Đông vậy đó. Tức là hội luận rồi đi đến một cái bộ tiêu chí để mà tạo cái sự đồng thuận cao nhất giữa các thế lực tôn giáo. Và từ cái bộ tiêu chí đó nó mới tạo cái tiền đề cho một cái sự dung thông. Tức là tạo ra một cái tình thế là trong cái khu vực đó thì ai cũng đồng thuận, 7 người đều đồng thuận, có tôn giáo cũng đồng thuận, không tôn giáo cũng định đồng thuận. Và cuối cùng là tiến đến một cái tôn giáo gọi là tạm gọi là tôn giáo đại đồng. Tức là một cái tôn giáo không có ai tranh luận với tôn giáo đó hết,
một cái tôn giáo mà ai cũng đồng ý hết, một tôn giáo ai cũng chịu theo hết, thì gọi là tôn giáo đại đồng. Thì cái tôn giáo đại đồng, ta mới nghĩ chữ nháy nháy thôi, tại vì lúc đó cái kiến thức tôn giáo nó chưa có đầy đủ, chưa biết ở bên Á Châu có gì, Phi Châu có gì, nên chỉ biết rằng à, trong nội bộ chúng ta có Thiên Chúa giáo và có Tin Lành. Wow, phía bên kia có một cái người Do Thái giáo, và ngoài biên giới có cái người Hồi giáo, và khắp nơi có những người phi tôn giáo. Thì tất cả những cái khuynh hướng này đã đồng thuận một bộ ứng xử, và đồng thuận xây dựng một cái gì đó để cả tất cả những khuynh hướng này đồng ý, thì cái tôn giáo đó gọi là tôn giáo đại đồng, trong cái khung cảnh như vậy. Và tôn giáo đại đồng đó, vì cái khung cảnh như vậy nên nó đối với cái nhìn của chúng ta bây giờ là không đại đồng chút nào. Nhưng mà đối với cái nhìn của cái thời thế kỷ thứ 16, 17 là rất là đại đồng. Kết quả tích cực là một cái dạng tôn giáo đại đồng. Và tôn giáo đại đồng này dựa trên ba cái tính lý. Một, sự sáng tạo. Hai, có một cái ông tên là, tiếng Việt gọi là Ai Dông. Và một cái bà này bà Eva. Hai ông bà này ở trong một cái khu vườn, gọi là vườn địa đàng. Đó là tính lý thứ hai. Tính lý này không biết lúc đó sau 7-8 người, người nào cũng tin hết trơn, 7 người. Và tính lý thứ ba là Thượng Đế đã từ ở cái cõi, gọi là cái cõi hay là cái cảnh giới siêu nhiên, cái tầng trên, đã làm một cuộc, xin lỗi nói hơi cho vui chút, vượt biên đi xuống tầng dưới, đi thăm hai người này để hỏi đứa nào ăn cái trái của tao. Thì đó là ba cái tính lý. Và dựa trên ba cái tính lý này, không biết lý do tại sao mà mọi người đều đồng thuận mới đưa ra một cái tôn giáo. Tôn giáo này nó không phải là Thiên Chúa, không phải là Kitô, không phải là Gia Tô, không phải là Phản Thể, không phải là Tin Lành, không phải là Phúc Âm, không phải là Hồi giáo, không phải là Do Thái giáo, cũng không phải là phi tôn giáo. Mà cái tôn giáo đó được đặt trên một cái nguyên tắc là phải xưa nhất. Gọi là cái tôn giáo nào xưa nhất, cái hình thái nào tôn giáo xưa nhất, thì hình thái tôn giáo đó được xem như là tôn giáo đích thực nhất. Tại sao? Tại vì từ cái đó người ta mới suy ra chuyện là nàng Đức Mẹ Maria có đồng trinh hay là không, hồn xác lên trời ha, chỉ cái hồn lên trời, cái xác dưới đất, lung tung và gây ra chiến tranh. Bây giờ ta dời cái tôn giáo đó trở về cái thượng nguồn để tìm ra trong cái cổ thượng nguồn này chưa có phân chia ra giáo phái này, giáo phái kia, Phản Thể, Tin Lành, Seven Day vân vân. Thì cái nguyên tắc là như vậy. Thì tạm thời gọi cái tôn giáo đại đồng, tôn giáo lý tưởng này là tôn giáo A Dông Eva, hay là tôn giáo địa đàng. Tức là cái thuở mà Chúa mới tạo ra, tạo dựng cái thế gian này trong cái trạng thái hoàn hảo hoàn chỉnh nhất, thì người ta hướng tới cái dạng tôn giáo đại đồng mang những cái tính chất như vậy. Và cuối cùng thì chúng ta đi vào số 5 nè, vài nhận xét về răng Bồ Tát. Thứ nhất, đây là bước tách rời đầu tiên, tức là không nói theo kiểu thần học nữa. Các vị có thể viết ba cái kết luận này xuống làm tư liệu. Một, đây là bước tách rời đầu tiên khỏi thần học Kitô. Đây là bước tách rời đầu tiên khỏi thần học Kitô. Nhưng vẫn là khung tư duy thần học. Rồi nhưng mà mang luôn cái khung tổ chức nhân sự đi luôn, chỉ thay tên đổi họ. Và vẫn là công việc của tôn giáo. Đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai, đây cũng là lần đầu tiên việc tỷ giáo tôn giáo được thực hiện nghiêm túc.
cụ thể với sự góp mặt của Do Thái, Hồi giáo và vô thần. Tức là lúc trước là không có xem cái đám Do Thái Hồi giáo là không đáng kể, hoặc là tà đạo, hoặc là dị đoan, hoặc là mê tín, hoặc là vân vân. Và cái nhận xét thứ ba về cuộc đời của ông Jean Bodin, về công trình của ông ta: dù rất nỗ lực, Jean Bodin vẫn thất bại. Tác phẩm không phổ biến, tác phẩm mà bảy người cuộc hội luận của bảy người đó phát huy tác dụng rất ít, và chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đó là ba cái nhận định về Jean Bodin. Bây giờ chúng ta sang cái phần B. Như vậy thì chúng ta đã qua một nhà tư tưởng khởi đầu, giống như một cái bước chân thò ra khỏi cái ngôi nhà, một bước chân thò rồi khỏi ra khỏi cái ngôi nhà thần học, nhưng mà chưa được bước thứ hai. Cái phần B là nói về một nhân vật tương tự với ông Jean Bodin, nhưng mà có những cái suy nghĩ khác. Ông đó tên là ông Edward Herbert. Ông này tên là Edward Herbert. Và chúng ta sẽ tìm hiểu một La Mã bối cảnh về dữ liệu học thuật hậu. Ồ xin lỗi, một là bối cảnh chiến tranh ở Đức. Ông này người có lẽ người Đức. Một La Mã là bối cảnh chiến tranh. Hai La Mã là điều tự tin và nguồn tư liệu. Điều tự tin, đây là ông Edward Herbert tự tin đó, và nguồn tư liệu ông ta. Ba La Mã, cái thấy của, xin lỗi, ba La Mã là năm. Ồ, chúng tôi xin hơi nhảy rồi các vị. Hơi số hai là phương thức của Edward Herbert để xây dựng một tôn giáo đại đồng. Chúng tôi bị nhảy trong cái phương thức ở bùa mà nó có 500 phương thức của Edward Herbert trong việc xây dựng một tôn giáo đại đồng. Và số 3 La Mã, năm điểm phổ biến rộng nhất và nhiều người tin theo nhất. Năm điểm phổ biến rộng nhất và nhiều người tin nhất. Số 4, kết quả của Edward Herbert. 4, cái này màu đen với màu đỏ nó không có liên can về cái ý nghĩa nha, cái nào cũng quan trọng như nhau. Tại vì tình thế chúng ta, chứ không phải là tại vì chúng ta muốn nhấn mạnh chuyện này và không nhấn mạnh chuyện kia. Kết quả của Edward Herbert. Vậy chúng ta thấy Edward Herbert là người Đức, và cái cuộc về bối cảnh chiến tranh ở Đức thì vào sau khi mà cuộc chiến tranh ở Pháp đã xử lý bằng cái hiệp ước Nan vào năm 1598 thì ở Pháp tạm yên. Nhưng mà vào năm 1618, tức là khoảng 20 năm sau, thì những cái cuộc xung đột ngấm ngầm giữa Thiên Chúa và Tin Lành đã không còn chịu ngấm ngầm nữa, vỡ ra thành một cuộc chiến tranh. Và cuộc chiến tranh này nó đã kéo dài và nó phá hủy diệt về
tài sản hạ tầng về nhân mạng con người cũng khủng khiếp với cái sự dũng mãnh của người Đức. Các vị thấy xưa nay người Đức họ làm cái gì là họ làm tới nơi tới chốn hết. Họ giết, xin lỗi, họ làm cái gì kể cả cái chuyện chiến tranh. Và ông Herbert này, ông là người nhân chứng. Và khi mà nhân chứng như vậy thì ông hốt hoảng với cái độ lan truyền của nó. Bây giờ cái cuộc chiến tranh không còn nằm ở trong phạm vi của nước Đức nữa, mà nó lan tỏa ra những nước chung quanh. Và càng lúc càng lan tỏa, nó thâm nhập gần như là toàn bộ Âu Châu, kể cả Pháp. Pháp tưởng dừng chiến tranh rồi, mà khi mà có chiến tranh ở Đức, nó lan qua. Và toàn bộ Âu Châu được nướng trên một cái lò lửa tên là chiến tranh. Ông Herbert là một nhà ngoại giao, ông như đi con thôi, ông tìm cách, ông hóa giải chuyện này, ông tìm cách, ông dàn xếp chuyện kia, ông trăn trở, ông ưu tư. Và cuối cùng ông phải suy nghĩ được cái chuyện gì. Thì đó là cái phần bối cảnh chiến tranh ở Đức và toàn Âu Châu. Cuộc chiến tranh nó kéo dài từ năm 1618 tới năm 1618 cho đến 1648. Cuộc chiến tranh này thêm một lần nữa 30 năm chiến tranh. Và ông Herbert, ông đã suy nghĩ về một cái tôn giáo đại đồng. Một lần nữa tôn giáo đại đồng được nhắc tới. Tôn giáo đại đồng được là biểu tượng mơ ước, biểu tượng của hòa bình, của ấm no, của hạnh phúc. Nhưng cái công thức xây dựng cái tôn giáo đại đồng của ông Herbert có khác với ông Bodin. Ông Bodin nói rằng cái tôn giáo nào xa xưa nhất, khởi thủy nhất, khởi nguyên nhất, thì tôn giáo đó sẽ là cái tôn giáo chân chính nhất, đích thực nhất, đúng nghĩa nhất. Trong khi ông Bodin này, ông nói rằng tôn giáo chân chính, đích thực, đúng nghĩa phải là một cái tôn giáo chứa đựng những cái tính lý phổ biến rộng nhất, đông tây nam bắc, ngóc ngách, vĩ mô vi mô, ai cũng được phổ biến cái tính lý đó. Đồng thời cái tính lý đó vừa phổ biến rộng nhất mà vừa nhiều người tin nhất, tức là ông A cũng tin mà ông C cũng tin, tới cái ông cuối cùng cũng tin. Đại đa số con người dân Âu Châu lúc đó tin vào tính lý này. Thì đó là cái công thức xây dựng tôn giáo đại đồng của ông Herbert, ông đưa ra. Và sau khi ông nghiên cứu, ông thu thập, ông đưa tất cả tính lý lên bàn cân, rồi ông đưa tất cả tính lý lên làm ứng cử viên, rồi ông mới tạo ra một cái điều tra xã hội để cái tính lý nào chỉ có một nhóm tin mà những nhóm khác không tin, chỉ phổ biến ở một vùng mà ở vùng khác không phổ biến, ông mới cho rớt, tức là bầu cử mà không đậu á, ứng cử mà không đậu á. Thì lần lần cái số những tính lý nó rớt rất là nhiều, cũng như mấy trăm tính lý lần, còn lại có 5 tính lý, chúng tôi tạm dùng cái từ đắc cử. Thật sự những cái từ này nó không còn nằm trong triết học, nhưng mà dùng tạm vậy. Thì 5 cái tính lý đắc cử được đưa làm cái khung sườn cho cái tôn giáo đại đồng. Thứ nhất, chỉ có một thượng đế duy nhất. Chúng ta nên nhớ đây, học là học cái bối cảnh tư tưởng Âu Châu, chứ không phải là học kiểu bây giờ mà thế kỷ thứ 16-17 nha. Nên chúng ta không thể nào lấy cái hiện nay để mà mình tính được. Thứ hai là thượng đế này phải được thờ phụng. Đó là tính lý mà rộng nhất, phổ biến rộng nhất mà nhiều người tin nhất ở Âu Châu lúc bây giờ. Thứ ba, đức hạnh là cái mục tiêu tối hậu của tôn giáo, hay là gọi là đạo đức là cái mục tiêu tối hậu của tôn giáo. Đó là tính lý thứ ba. Tính lý thứ tư là mọi người phải biết sám hối cái tội lỗi của mình. Và cái tính lý thứ năm, sau khi mà chết đi, người ta phải bị luận tội hoặc là được
thưởng hoặc là bị phạt do cái hành vi của mình. Ba cái đầu có vẻ thuần túy tôn giáo độc thần, nhưng mà hai cái sau có vẻ như là phản ánh cái hồi ức về chiến tranh. Đó là năm cái tính lý để mà ông Edward ông mới xây dựng cái tôn giáo gọi là tôn giáo lý tưởng, đại diện cho hòa bình, cho nhân ái, cho khoan dung, cho đại lượng và cho kể cả cho sự cứu rỗi. Cuối cùng chúng ta qua tới cái số 4 là mã kết quả của ông Hepburn. Với cái lý tưởng đó thu được kết quả gì? Thì xin chia một tin buồn với các vị, kết quả không bao nhiêu. Thượng đế, có một vị thượng đế duy nhất, mà thượng đế duy nhất là tôi nói ra thì đó là thượng đế. Còn cái thượng đế duy nhất của anh nói là không phải thượng đế. Cũng là ông Giê-xu, nhưng mà ông Giê-xu phải tôi nói cơ. Dành nhau. Và vì vậy mà cái kết quả rất là khiêm tốn. Cũng như yêu nước, mà yêu nước kiểu tôi thôi, chứ mà yêu nước của anh là tôi đập. Đó, cái kiểu nó vậy mà. Thì cái kết quả là ra một cái dạng, trong này chúng tôi tạm dùng từ tiếng Hoa cho nó gọn, là tự nhiên thần giáo. Kết quả của ông Heber này sản sinh ra một cái thứ phẩm. Cái chánh phẩm của ông ta muốn sản xuất ra đó là một dạng tôn giáo đại đồng, ai cũng nghe ai cũng tin. Tại vì kết cấu bằng những cái chuyện ai cũng nghe cũng tin, năm cái này là ai cũng nghe ai cũng tin. Và cái sản phẩm này từ năm cái nguyên vật liệu này, từng viên gạch ai cũng nghe ai cũng tin, đem năm viên gạch này xây dựng một cái, thì ông ta nghĩ rằng theo cái logic là ai cũng sẽ nghe ai cũng sẽ tin. Nhưng mà ông Khay xây dựng lấy năm viên gạch này, ông xây lên một cái tôn giáo không ai, không bao nhiêu người nghe, không bao nhiêu người tin. Đó là cái chuyện trái khoái của cái cuộc đời trần gian này. Và cái sản phẩm của ông ta chỉ là một cái dạng tự nhiên thần giáo. À, xin lỗi. Tiếng này tiếng Hoa, nhiều gì không biết tiếng Hoa, viết ra các vị là khó khăn. Tự nhiên thần giáo. Tự nhiên thần giáo là cái gì? Tự nhiên thần giáo là một tôn giáo tin rằng ông Chúa ông sáng tạo ra cái cõi trần gian này. Và cõi trần gian này ông Chúa ông mới xây dựng thêm những cái nguyên tắc, những cái định luật để chi phối trần gian này. Rồi ông nghĩ rằng xong việc rồi, ông hô biến, ông bà làm mất tiêu luôn. Thì cái trần gian còn lại này phải sống với cái sản phẩm của ông sáng tạo, của ông Chúa sáng tạo. Sống với những cái định luật, những quy luật vạn vật hấp dẫn Đông Tây Nam Bắc. Ông đã làm sẵn luôn, ông xếp sẵn luôn. Và tự chịu trách nhiệm với nó. Chứ ông Chúa ông đi mất rồi, ông Thiên Chúa ông đi mất rồi. Thì đó là tự nhiên. Đây là tự nhiên, tức là không có con can thiệp nữa. Ông Chúa không can thiệp nữa. Làm tốt thì nhờ, làm xấu thì chịu, quánh nhau chết. Tới bị thương, vân vân. Tự nhiên thần giáo vì vậy đã đem cái trách nhiệm về đạo đức từ cái bàn tay của Thiên Chúa giao cho loài người phải chịu trách nhiệm. Và tự nhiên thần giáo vì vậy mà nêu cao cái vấn đề đạo đức ứng xử với nhau. Thì đó là những cái nét của tự nhiên thần giáo, một cái thứ phẩm của lý tưởng tôn giáo đại đồng của ông tên là Edward Herbert. Bây giờ chúng ta sang cái ông thứ ba. Ông thứ ba này ông tên là Bernard Fontenelle. Ủa cái này, tất cả cái này là B nha. Tại chúng tôi thấy chữ A cũng còn đây, nhiều khi các vị nhầm. Chúng ta có tất cả là A, B, C. Và chúng ta qua cái C. C là một cái nhà tư tưởng triết gia thứ ba. Chúng ta viết sẵn C. Cái ông triết gia thứ ba này, ông tên là Bernard Fontenelle. Fontenelle. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ông này qua 7 cái La Mã. Thứ nhất, bối cảnh, dữ liệu học thuật và khoa học.
dữ liệu học thuật và khoa học. Hậu Herbert. Thứ hai, điều tự tin và nguồn tư liệu của Bernard Fontenelle. Điều tự tin và nguồn tư liệu của Bernard Fontenelle. Số 3 là mã cái thấy của Bernard Fontenelle. Số 4 là mã ngọn nguồn tôn giáo, ngọn nguồn của tôn giáo theo Bernard Fontenelle. Ngọn nguồn của tôn giáo theo Bernard Fontenelle. Số 5 là mã viên gạch đầu tiên của khoa học cổ đại. Cái này chúng ta tạm thời để nháy nháy nha, tại vì này nghi vấn dữ lắm. Người nói là viên gạch, người nói là viên là không phải viên gạch, vân vân. Cái số 6, thần thoại là sức sống của những ngành nghệ thuật. Thần thoại là sức sống của những ngành nghệ thuật. Và cái thứ 7, Bernard Fontenelle thừa nhận sự lỗi thời và biện pháp hậu mạng. Sự lỗi thời, lỗi thời, lỗi mốt gì đó, lỗi mốt đi cho nó có vẻ. Và biện pháp hộ mạng. Thì thật ra cái biện pháp hộ mạng này nó xảy đến liên tục trong cái bầu không khí chiến tranh thù nghịch, chứ không phải tới Bernard Fontenelle. Từ thời ông Jean Baudin nói chuyện gì mà mất cái ngôi vị độc tôn của Thiên Chúa Giáo là đã dễ lên giàn hỏa rồi. Tới cái thời đại thứ hai là để ông Herbert, thì nói cái gì mà mất ngôi vị độc tôn của Thiên Chúa Giáo cũng đã có thể lên giàn hỏa rồi. Rất nhanh và rất tức khắc, không cần phải có một cái quan tòa rồi thêm 2-3 luật sư làm công tố rồi vài ba luật sư làm gì để mà bảo vệ cho thân chủ, không có. Chỉ nói dám chia sẻ cái ngôi vị độc tôn của Thiên Chúa là lên giàn hỏa. Vì vậy chúng tôi nói cái phần 5, phần 6 này tuy là nói ở trong cái trường hợp của ông Bernard Fontenelle, mà thật sự là nói cho tất cả những cái người suy nghĩ khác với suy nghĩ của Thiên Chúa Giáo đương đại thời kỳ đó. Và bây giờ chúng ta đã quay trở về bối cảnh về dữ liệu học thuật và khoa học hậu Herbert. Tại ông Herbert này khi mà ông chết đi rồi đó, ông để lại một di sản cũng như những di sản của những cái bậc tiền bối như là ông Jean Baudin. Thì ông này cũng để lại di sản và những di sản và tiền bối là hai cái dạng tôn giáo đại đồng. Nó có mức độ thành công nhưng mà cũng có mức độ thất bại khác nhau. Và lúc bây giờ thì cái thời đại nó chuyển qua một cái giai đoạn khác. Những nhà thám hiểm, những cái người đi chinh phục thế giới, cụ thể có chắc cũng có người qua tới Việt Nam thời kỳ đó, thế kỷ thứ 17-18, để tìm cái thuộc địa, rồi tìm cái nguồn nguyên liệu, tìm cái thị trường buôn bán, họ mới đi về. Rồi họ song song cái việc họ truyền cái tôn giáo độc thần, rồi họ đi về Âu Châu. Để nó qua bên Á Châu tôi gặp nhiều thứ lắm chứ không phải là bao nhiêu thứ bên này. Có những đạo mà thờ bình dôi, có những đạo mà thờ chén nước, rồi có những cái đạo mà thờ ông Táo, rồi có những đạo thờ ông Khổng, có những đạo thờ ông Lão, có những đạo thờ ông Phật, có những đạo thờ Nam Cực Tiên Ông hoặc là Hoàng Bào Lão Tổ, vân vân, đủ thứ. Thì đó là cái nguồn dữ liệu học thuật nó đổ ào ạt, nó đổ về Âu Châu. Đó là cái bối cảnh dữ liệu học thuật mà chúng tôi muốn trình bày. Cái thứ hai, khoa học tiến bộ. Thời đại ánh sáng, người ta đã có được những chứng minh bảo rằng những điều trong Kinh Thánh, Tân Ước, Cựu Ước nói về thế giới, về vũ trụ là sai, không đúng nữa.
sai hết rồi. Con người này không có thể làm ra từ mấy cái cục đá, cục đất rồi nặng ra, rồi có tay có chân cho giống cái ông sáng tạo, rồi thổi một cái hồn vô tự động thành ra con người. Người ta đã chứng minh được loài người có trước cái chuyện ông A dông Eva hàng nhiều chục năm, hàng nhiều trăm năm, thậm chí là hàng nhiều ngàn năm về trước. Thế nên những cái tính lý tưởng đâu là bất khả ngộ, không thể sai, nói từ miệng của Thiên Chúa là không thể sai, nhưng mà bây giờ đã sai. Đó là cái khoa học đã phát triển. Và từ cái dữ liệu đó, và bây giờ những nhà tư tưởng đã vận dụng những cái phương pháp học thuật của khoa học và của triết học, trong đó có phương pháp lý luận phê phán được xây dựng vững chắc, và họ đã vượt qua được cái sự áp đảo của thần học. Đồng thời từ cái chỗ đó chúng ta thấy rằng ông Herbert, ông đưa ra 5 cái viên gạch làm nền tảng mà gọi là ai cũng chịu, ai cũng đồng ý, tuyệt đại đa số. Thì 5 nền tảng đó như là cái bộ áo để mặc trọn cho cái hình thái tôn giáo lúc bây giờ. Nhưng mà bây giờ người ta cảm thấy rằng cái dạng tôn giáo của ông Herbert với 5 viên gạch, ha, 5 cái tính lý phổ biến nhất, nhiều người tin nhất, không đáp ứng được cái sự đa dạng của tôn giáo, do cái nguồn dữ liệu phong phú khắp nơi đổ về Âu Châu. Và vì vậy người ta đã không xem cái hình thức tôn giáo của ông Herbert là một cái hình thức tôn giáo cần phải hướng đến. Nó chỉ đáp ứng cho những cái tôn giáo độc thần. Đầu tiên là có một vị sáng tạo nè. Thứ hai là vị sáng tạo phải được thờ phụng nè. Đúng chưa? Rồi thứ ba là cái vị sáng tạo, cái đạo đức là cái tiêu chí tối hậu, tối thượng của tôn giáo nè. Thì hai cái thứ ba thì không nói gì rồi. Nhưng mà hai cái đầu rõ ràng là chỉ áp dụng cho tôn giáo độc thần mà thôi, không áp dụng được cho những tôn giáo khác. Như vậy thì những tôn giáo khác như Phật giáo, như Lão giáo, như là Khổng giáo, hay như là Bà La Môn giáo, cái áo này đã không mặc không vừa nữa rồi. Cái cơ thể tôn giáo đã nó to quá rồi. Cái bộ áo mà ông Herbert này ông thiết kế ra đã mặc không vừa rồi, nên phải bỏ cái tôn giáo này như là cái mục tiêu lý tưởng được hướng đến. Và cái kế tiếp, khoa học phát triển như chúng tôi đã thưa, đã xuyên thủng cái bộ áo giáp của thần học. Tức là thần học không còn được an toàn, an ninh, hoàn toàn là bất khả ngộ, ai cũng phải nghe, ai cũng phải tin. Không nghe, không tin là có vấn đề về sinh mạng. Khoa học, kỹ thuật với những cái phương tiện hiện đại đã xuyên thủng cái bộ áo giáp của thần học. Thì đó là chúng ta gọi là điều, cái bối cảnh và dữ liệu học thuật khoa học hậu Herbert. Bây giờ chúng tôi sang thứ hai, điều tự tin và nguồn tư liệu của Bernard Fontenelle. Bernard Fontenelle là một nhà học giả tư tưởng thời khai sáng, và thời đại của ông ta cho phép ông ta làm nhiều chuyện hơn là những bậc tiền bối của ông ta. Và ông ta tin rằng mình đã khám phá ra được ngọn nguồn, khám phá ra được cái mạch phát triển của tôn giáo. Đó là điều tự tin của ông. Và tại sao ông ta có cái quyền tự tin như vậy? Tại vì ông ta đã có một cái nguồn tư liệu phong phú về phương diện học thuật. Người ta phải căn cứ vào cái gì mới được tin cái gì. Về phương diện tín ngưỡng thì khỏi căn cứ vào gì trên, ông sư phụ nói là tôi nghe tao tin tin thôi. Nhưng mà về phương diện học thuật thì phải căn cứ vào cái gì? Thì ông
Vedna Fontanelle này ông căn cứ vào cái nguồn tư liệu cổ, văn học cổ của Hy Lạp và La Mã, những câu chuyện thần thoại, những câu chuyện thành Troa, những câu chuyện trong Odyssey và của Homer vân vân. Tức là với cái nguồn tư liệu phong phú cổ như vậy, ông ta mới khẳng định ta đã tìm ra được ngọn nguồn của tôn giáo, và công cụ là văn học cổ Hy Lạp La Mã, nguồn tư liệu đó. Có khi chúng tôi dùng chữ từ nguồn tư liệu, có khi chúng tôi dùng nguồn công cụ vân vân, thì nó cũng có cùng một nghĩa. Và bây giờ chúng ta sang cái thứ ba, cái thấy của Bettina Fontanelle. Bettina Fontanelle thấy cái gì? Đọc nguồn tư liệu, thẩm thấu nguồn tư liệu, suy tư trên cái nguồn tư liệu khổng lồ đó, tức là văn học cổ Hy Lạp La Mã với những câu chuyện thần thoại. Bettina Fontanelle thấy rằng, cái thấy của Bettina Fontanelle thấy rằng sao? Tôn giáo cổ đại không là mê tín. Tức là thời trước Bettina Fontanelle, ai cũng bảo rằng tôn giáo cổ đại là mê tín, thờ bà Hỏa, thờ ông thần núi, thờ ông thần sấm, thờ ông thần gió, vân vân. Rồi thờ cái gốc cây, thờ cái viên đá, vân vân, là mê tín. Mấy cái đó nó không có cái hoài thần đức độ gì hết, phải thờ. Và những ông thần ở trong thời cổ đại thường thường là ganh tị với nhau. Những ông thần trong những cái chuyện thần thoại thường là đấu đá với nhau. Và có điều lạ là ông thần nào cũng muốn xuống trần gian này để quấy nhiễu. Mà cũng ngộ là mấy ông thần xuống trần gian này để kiếm, cũng xin lỗi hơi xúc phạm, là kiếm phụ nữ đẹp, da cao sang quyền quý để tạo ra một cái dạng như nửa thần nửa thánh đó. Thì đó là cái tình trạng thần thánh của hệ thống thần thoại Hy Lạp La Mã. Và vì vậy cái trào lưu tư tưởng đương thời cho rằng những cái dạng thần tiên thánh kiểu đó là bịa ra nói chơi. Và vì là bịa ra nói chơi nên những dạng thần tiên thánh như vậy là mê tín. Bịa ra thì được, nói chơi thì được, nhưng mà tin tưởng thờ phụng rồi giết con này để mà làm lễ tế thần, rồi giết bà kia làm lễ tế thần, giết đứa nít nhỏ làm lễ tế thần thì quả là cuồng tín và mê tín. Nhưng tới thời ông Bettina Fontanelle, ông nói không, tôi không nghĩ nó là cái dạng đó là cuồng tín mê tín. Mà ông ta thấy như thế này, các vị có thể viết nguyên câu để làm tư liệu. Tôn giáo, bạn nào tôi thấy nha, thấy rằng tôn giáo cổ đại không phải là mê tín, mà là cách tiếp cận vấn đề, mà là cách tiếp cận vấn đề của những người hoàn toàn thông minh. Đấy, ông này là ông nói ngược thiên hạ. Mà trong vấn đề triết học, nói ngược lại là đắc địa. Phải nói ngược xong phải có cái gì bảo chứng như lời nói, mà làm rồi, được rồi thì xem như là nhà cách mạng. Thì chúng ta có thể nói rằng Bettina Fontanelle là một nhà cách mạng nho nhỏ trong cái nhìn về tôn giáo cổ đại. Và ông chứng minh sao? Thí dụ như bây giờ đây, chúng tôi cũng ráng phụ ông Bettina Fontanelle chứng minh, chứ ông không phải chứng minh kiểu chúng tôi, nhưng mà cái tinh thần là như vậy. Chúng ta thấy một cái vật thể lạ, nó bay vào trong cái, trên cái trước mặt trường của chúng ta, thì đầu tiên là gì? Chúng ta phải phát hiện ra đây là đối tượng cần phải tìm hiểu. Cái vấn đề lạ là vấn đề phải tìm hiểu, hoặc là con vấn đề có sức mạnh là vấn đề phải tìm hiểu. Tức là định ra được đối tượng để tìm hiểu. Bước thứ nhất,
Chúng tôi gọi cái bước thứ nhất này là nhìn thấy những gì. Tức là cái giữa cái không gian, cái không gian bình lặng yên ả thế này, có một cái vật thể tròn tròn méo méo rồi đó, nó bay tới đây, nó chớp xẹt 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 xẹt, tung lên tung xuống, rồi trong đó nó nhảy ra hai ba con sinh vật. Cái rồi, tức là trong cái thế giới gọi là bình thường, có những cái đối tượng cần phải quan tâm, cần phải tìm hiểu. Đó là bước nhất của khoa học, ngay cả khoa học bây giờ, đúng chưa? Bước thứ hai, đối tượng nào cần hiểu, tức là xác định đối tượng. Và cái bước thứ ba là gì? Tìm hiểu xem nó vận hành như thế nào và cái gì đằng sau vận hành cho nó. Thí dụ tôi tìm hiểu cái đang vận hành và cái đằng sau. Đấy, thì bây giờ ông ta mới đặt cái khung tư duy này, khung bước 1, khung bước 2 và khung bước 3 này vào trong cái bầu không khí của cổ đại. Thì đầu tiên con người cổ đại thấy có sấm chớp, và thỉnh thoảng thoảng cái sấm chớp nó đánh chết con bò, đánh chết con heo, thì nó wow, đây là đối tượng. Nhìn thấy cái sự bình lặng, nhưng mà đây là cái đối tượng, xác định được đối tượng là bước thứ hai rồi. Nhìn thấy những gì là cái bầu trời yên ả, ở trong bầu trời đó là xuất một cái là ra quấy nhiễu là cái đối tượng. Và cái thứ ba là sấm chớp như vậy nó vận hành như thế nào, lúc mà có mây nha, có mây nha, rồi chuyển nha, vân vân, thì đang tìm cái sự vận hành của nó. Người cổ đại cũng vậy. Và cuối cùng người cổ đại phải tìm cái gì đằng sau cái sự vận hành, là cái ai mà bấm cái remote control cho cái chuyện này xảy ra. Và người cổ đại phải suy nghĩ như sao? Thí dụ như bây giờ cần làm một cái nỏ, cung nỏ để đi săn thú, thì mình phải làm mới có. Sấm chớp này cũng phải có một người nào làm mới có, đúng chưa? Rồi khi mà săn xong mình về, mình sợ cái bộ lạc cái bên qua thầm làm hai ngón với cái cung nỏ của mình, mình đem giấu trong cái hang nào đó. Thì ồ, đúng rồi, cái ông gì đó đằng sau, ông sấm chớp hồi cái mưa xong cái ông đem cất mất rồi. Rồi khi cần xài đem ra bài ra để chuẩn bị xài tiếp. Đấy, cái lộ trình tư duy logic của người cổ đại nó tương ứng với cái lộ trình căn bản của khoa học thời bây giờ. Và những người cổ đại do cái gì? Do cái phương tiện hạn chế, do thông tin hạn chế, do không có những cái lò, cái phòng thí nghiệm, do không có những cái viễn vọng kính, do không có những cái phương tiện nền, thông tin nền, kiến thức nền, nên họ đã vận dụng tất cả cái mà họ hiểu biết về cuộc đời, tất cả những cái mà họ hiểu biết về trần gian để mà họ thực hiện cái công việc khoa học đầu tiên. Họ nói rằng wow, mình làm ra cái nỏ thì ông thần ông làm ra cái sấm chớp, phóng cái nhân tính của mình, cái đặc tính của mình đi vào trong thế giới đó, là phóng chiếu những cái đặc tính của bản thân, những cái tư liệu của bản thân vào trong cái hiện tượng thiên nhiên. Và cái đó chính là cái bước khoa học đầu tiên. Tại sao vậy? Tại vì khi mà ông Bernard Fontenelle này, ông đọc vào cái nguồn tư liệu của Hy Lạp La Mã, ông mới phát hiện ra rằng những ông thần trong cái thế giới thần thoại của Hy Lạp La Mã là những ông thần không hiền. Tất cả những ông thần đó đều là những ông thần có sức mạnh, gây cái sự lo sợ, gây cái sự tàn phá. Và từ cái đặc điểm đó thì Bernard Fontenelle mới nói rằng wow, người cổ đại có cách suy nghĩ rất là khoa học. Và ông ta xem đó là cái cách nhìn của mình. Bây giờ qua cái bốn La Mã là ngọn nguồn của tôn giáo theo Bernard Fontenelle.
Và từ cái thấy như vậy, cái thấy của Bernard Fontenelle, ông ta mới nói là: wow, tôi đã biết tại sao có tôn giáo rồi. Và sẽ nói như thế này: con người ta thời cổ đại phải nói là con người trần trụi. Nếu mà chúng tôi nói, không nói nhấn thêm một chút xíu nữa, họ không có những cái phương tiện nhà cửa, không có những cái phương tiện là máy lạnh, máy nóng, máy quạt, máy điều hòa, mà họ trần trụi trước thiên nhiên. Chỉ có vài ba lèo tèo và cái hang không đủ chứa, cần lắm mới vô trong đó thôi, bình thường là ở ngoài. Và họ mường tượng là họ đứng trước một cái sườn núi, nhìn ra đại dương, họ thấy từ đằng xa tích ào ào sấm chớp giông gió đang đổ về cái nơi họ đứng. Họ sợ hãi. Có sự thật, họ khủng hoảng. Và trong cái nỗi sợ hãi khủng hoảng như vậy thì họ phải tìm cách hiểu cho bớt sợ. Sở dĩ mình sợ ma tại vì không biết ma là gì, mình mới sợ, biết rồi bớt sợ. Và họ phải tìm cách điều tiết cho bớt sợ, làm quen cho bớt sợ. Như vậy là bước thứ ba. Bước thứ nhất là gì? Trần trụi. Bước thứ hai là sợ hãi. Bước thứ ba là nhu cầu hiểu biết và áp lực của thầy bà. Cái này chúng tôi dùng từ hơi quan giả chút xíu, là nhu cầu hiểu biết thì nó không có quan giả, nhưng áp lực của thầy bà là bắt đầu hoang dã rồi đấy. Tại sao áp lực của thầy bà? Trong cái xã hội cũng nào cũng vậy. Trong cái xã hội cổ đại càng như vậy. Người ta xem cái ông thầy mo, cái ông thầy vu, cái bà đồng là tối thượng. Nhất chừng cũng hỏi cái bà đồng coi là chuyện gì xảy ra cho tôi đây. Té xuống suối, bị gần chết đuối, cũng lại lên hỏi dưới có cái gì đâu mà sao tôi mấy lần trước tôi không té, giờ hồi trẻ, hồi 20 tuổi tôi nhảy, tôi lội qua bên kia được. Tại sao bất cứ bây giờ mà 60 tuổi tôi nhảy xuống cái là tôi hết lợi nổi. Vậy có cái bà nào ám tôi không? Hồi xưa khi mà mưa gió tôi không có nhức mình, bây giờ mưa gió tôi nhức mình qua nó rồi, thì có ai không? Thì cái gọi là áp lực của câu hỏi đối với những cái ông thầy bà mo thời xưa. Và họ không trả lời được, nó kiếm thầy bà khác ráng chịu, thay ngôi đổi chủ ráng chịu. Và với cái sự áp lực của bản thân và áp lực của câu hỏi thì mấy ông thầy mo bà vu phải trả lời. Mà trả lời làm sao cho nó không cãi được. Thì cuối cùng là nói rằng có ông thần và có bà thánh. Và đó là thần thánh xuất hiện. Chúng tôi gọi đó là nhu cầu hiểu biết và áp lực câu hỏi. Tại sao? À, được chứ hả? Và và khi mà có ông thần bà thánh một mình ở buồn lắm, phải vẽ thêm mấy cái người mà thần thánh yếu hơn để mà tạo ra cái sự tương tác giữa cái bộ lạc này, ông thần này với cái bộ lạc lớn hơn ông thần kia, vân vân và vân vân, và hình thành nên cả một cái thế giới thần thánh mà bây giờ chúng ta gọi là chuyện thần thoại. Đó là chúng ta đã xem cái phần thứ 5 của thứ 4 là ngọn nguồn của tôn giáo. Và Bernard Fontenelle xem đó là ngọn nguồn của tôn giáo. Có thần thánh, ông dữ quá, bây giờ muốn ông bớt dữ thì sao? Tới làm quen, nặng ra ổng. Rồi mình mà muốn làm quen năm sau ổng thì sao? Dạ, cho chút tiền. Tết quà, sinh nhật quà, cưới quà, hỏi quà, dỗ quà, quải quà, vân vân và vân vân. Thì đối với thần thánh thì bắt đầu tìm cách tặng quà, làm ra những cái tế đàn, làm ra những đống lửa, rồi muốn tế ẩm cái gì quăng thứ đó vô tế đàn, quăng vô đống lửa. Đó là khởi nguyên của tôn giáo. Và từ cái đó họ cảm thấy yên tâm, họ cảm thấy là cúng nhiều thì chắc là được thương, cúng nhiều là quen nhiều, cúng ít là quen ít, cái phong bì to thì chắc chắn được việc, phong bì mỏng thì chưa chắc.
và tôn giáo xuất hiện. Như vậy chúng ta gọi là ngọn nguồn của tôn giáo theo Bernard Fontenelle, với cái sự tự tin của ông. Ông lần đầu tiên ông đưa ra cái nguyên lý đó, ông rất là tự tin, nên gọi là tự tin, mà cuối cùng là ngọn nguồn. Chúng ta sang cái số 5 La Mã, viên gạch khoa học cổ đại, tức là theo cái này đã nói rồi phần cái thấy, nhưng mà chúng ta lặp lại. Chúng tôi đã có viết những cái câu như thế này, các vị có thể chép để làm tư liệu. Theo Bernard Fontenelle, người cổ đại không có nền giáo dục, nền không có hệ thống thông tin làm nền, không có phòng thí nghiệm, không có kính viễn vọng, không có nhiệt kế, phong kế, vân vân. Và họ đã sử dụng tốt nhất tất cả công cụ và vật liệu mà họ đang có trong tay. Tức là với cái sự thiếu thốn, hạn chế, khách quan như vậy. Tức là sử dụng tốt nhất tất cả công cụ và vật liệu mà họ có trong tay. Và đặt cái vấn đề vào khung luận lý. Cái đó là cái dữ dội của người cổ đại. Khung luận lý là hả, có cái chuyện gì phải có người làm. Đặt những vấn đề mà họ phải đối mặt vào khung luận lý. Khung luận lý này được thiết lập theo cách mà các sự vật xảy ra trong cuộc sống của họ. Mà chúng tôi thưa đó, cất vào, đem ra, tạo ra, dàn trải, thu lại. Thì những cái hiện tượng thiên nhiên cũng có mang mát cái chuyện cất vào, thu ra, dàn trải, thu lại. Có khi mưa râm râm, thì đó là ông thần mưa, ông thu lại đó. Có khi ông ào ạ, ông dàn ra. Tức là người cổ đại đã đưa vào cái hệ thống luận lý tất cả những cái đối tượng mà họ quan sát được trong tự nhiên. Thì đó là cái mà chúng tôi gọi là viên gạch đầu tiên của khoa học cổ đại. Các vị có thể viết một câu nữa. Bernard Fontenelle kết luận rằng người cổ đại đã làm tốt nhất với những phương tiện hẻo nhất. Chứ hẻo thì không có phù hợp lắm, nhưng mà tạm thời đã làm tốt nhất với những phương tiện hẻo nhất. Sản phẩm là những vị thần thánh. Sản phẩm là những vị thần thánh. Phải không có sản phẩm nào tốt hơn. Tức là chấm hết. Tức là người cổ đại với cái nguyên vật liệu, với cái nền tảng tư duy, với nền tảng học thuật, với nền tảng kiến thức, với nền tảng phương tiện khoa học. Như vậy mà nó sản sinh ra một cái hệ thống thần thánh vĩ đại như vậy, thì Bernard Fontenelle nó nặng vậy là quá tốt, quá hay, quá giỏi rồi. Họ là những người hoàn toàn thông minh, chứ không phải là cái dân mà mê tín dị đoan. Và bây giờ chúng ta sang cái thứ 6. Thần thoại là sức sống của những ngành nghệ thuật. Thần thoại là sức sống của những ngành nghệ thuật. Tại sao nói vậy? Bernard Fontenelle nói rằng khi đã tạo ra được ông thần rồi, đã ổng lên cái ngai rồi, cúng kiến thờ phụng đốt lửa tế lễ rồi, thì chắc là ông cũng phải thích nghe ca chứ. Thế là phải làm ra những thánh thi để ca tụng ổng. Giống như là mình gặp thủ trưởng, mình nói trời thủ trưởng đẹp trai quá, tài năng quá vậy thôi. Và ông nghe ca rồi, thì có lẽ mình thì thích khiêu vũ, chắc là ông cũng thích những cái vũ điệu cồng chiêng để mà tế chứ. Nghệ thuật âm nhạc xuất hiện, nghệ thuật khiêu vũ xuất
hiền để làm vui lòng thần thánh. Rồi khiêu vũ lẽ bận cái sà rong làm bằng lá chuối mà khiêu cho khiêu vũ, ổng chịu. Nghệ thuật y phục nghi gọi là lễ phục xuất hiện. Rồi bây giờ không lẽ mình cứ lấy một cục đá ông đưa lên làm ông thần vậy thì xấu quá. Nghệ thuật điều khác xuất hiện. Và tất cả những ngành nghệ thuật khác như là ẩm thực, như là họa gì vẽ vân vân, trang trí đều xuất hiện và ăn theo hệ thống thần thánh. Như vậy chúng tôi gọi là thần thoại là sức sống và cũng là nguồn sáng tạo của tất cả những ngành nghệ thuật. Sự thật chuyện này xảy ra xưa lắm rồi, hàng ngàn năm về trước, hàng nhiều chục ngàn năm về trước, khi mà tôn giáo, người ta có thấy rằng nói rằng tôn giáo xuất hiện đồng lúc với người xuất hiện, với loài người xuất hiện. Nhưng mà cho tới bây giờ những cái gọi là cảm hứng nghệ thuật, thưa các vị, thông thường cũng bắt đầu nguồn từ thần thánh. Ngay cả những cảm thức khoa học cũng bắt nguồn từ cái thần thoại. Chúng tôi được nghe thông tin là ngay cả cái hiệu Mazda xe của Nhật Bản cũng bắt nguồn từ câu chuyện thần Mazda của cái thời Cố Lỷ Cố Lai gì mà chúng ta không biết. Thành ra mình đừng có tưởng rằng thần tôn giáo cổ đại đã chết hết rồi và không còn chi phối cái cuộc trần gian mà mình đang sống nữa. Sự thật, ngay cả cái nhà trắng trái tim của Hoa Kỳ vẫn mô phỏng theo cái phong cách kiến trúc của một vị thần thủ lãnh cai quản trong cái hệ thống thần thoại Hy Lạp Ta Mã. Đấy, các vị thấy. Và không dừng ở đó, không biết sau này ngàn năm hy vọng hết mà không có chắc. Vâng. Bây giờ chúng ta sang cái số 7 La Mã, sự lỗi mốt và biện pháp hậu mạng. Biện pháp hậu mạng thì chúng ta đã thưa rồi. Còn sự lỗi mốt thì cuối cùng Bernard Fontana cũng nói. Nói thì nói vậy, nhưng mà đừng có xài ba cái khoa học cổ nữa nha. Lỗi mốt rồi. Về mặt thông tin kiến thức khoa học của tôn giáo cổ đại thì đã lỗi mốt. Nhưng mà về mặt cảm thức nghệ thuật, cảm hứng sáng tạo thì vẫn là một cái nguồn lớn cho tới bây giờ. Thì đó là cái số 7 La Mã, một câu vậy thôi. Thì chúng ta sang cái nhân vật thứ ba. Nhân vật thứ nhất là Jean Bonnin. Nhân vật thứ hai là Bernard Herbert. Và nhân vật thứ ba là Edward Herbert. Nhân thứ ba là Bernard Fontenelle. Vậy chúng ta qua cái thứ tư. Hết giờ à? Giải lao hả? Vậy chúng ta bị trái hết 1/4 giáo án rồi. Quay trở lại, chúng ta học tiếp bài 1 chút. Rồi chúng ta sẽ học sang bài 2. Vâng. Các vị giải lao 15 phút nha.